Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của bạn Cẩm Thí cả nhà để em giao lưu với cả nhà một số cái cây mai tàn lớn nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem theo dõi clip mà được cây nào thì ủng hộ nhà vườn giúp em nha. Thì đặc biệt là clip ngày hôm nay là cây lớn không nha cả nhà. Anh chào Thí nha. Dạ em chào anh Trọng, chào quý cô chú anh chị mình đang xem kênh. Dạ. Hôm nay thì lên clip này ha, rất đặc biệt luôn nha cô chú. Ừ. Là em có tới nhà của chị Quyên, cho chị của em ha. Dạ. Em có chị em thì có khoảng mấy chục cây mai tàn lớn á. Ừ. Gốc cũng to, tàn to luôn. À, chị em muốn giao lưu đến cô chú anh chị mình. Anh chị nào mà có nhã ý ủng hộ thì cứ liên hệ với số điện thoại mà chị em để trên màn hình nha. Rồi. Dạ rồi, bây giờ thì em quay chi tiết từng cây cho cả nhà mình xem luôn. Rồi đây cả nhà ơi, cây này là cây mai rin nè cả nhà, cây giảo rin. Rồi mình vô cây này trước ha Thí ha. Mình vô cây này trước đi em. Rồi. Rồi cây này là mã số 1 đi ha Thí. Rồi cây này là mã số 1 nè. Đây là một cây mai giảo rin nha. Giảo rin cả nhà. Dạ, giảo rin thì mặt bông của nó là từ 6 tới 12 cánh nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi. Có lúc thì nó cũng sẽ có 5 cánh do là nó bị đốc ha. Ừ. Dạ. Cũng có ít nha cả nhà. Đây anh quay trọng thể cái cây toàn cảnh cái cây này đi anh. Rồi đây cả nhà. Ơ sẵn em đo giùm anh cái hoành gốc luôn đi Thí ơi. Cây này là mã số 1 đi cả nhà. Hôm nay mình giao lưu cũng khoảng chừng 16 cây nguyên vườn á cả nhà. Dạ, hàng rồi. Hàng nằm đất nè. Rồi em đo mã số 1 nè. Hoành gốc là 43. Hoành là 43, có đó, đế hả cả nhà. Đo đây 43 nha, 42 nè. Ờ. À. Rồi 43. Rồi mình đo cái nồi đế chân đế luôn. Em đo phỏng phỏng nha, nó hơi xa nha. Ừ. Anh quay em đo chỉ mới ở đây thôi, nhưng mà còn cái rễ của nó xè ra là hơi lớn luôn á. À. Dạ cái này là 74 nè. 74. 74 là ở đây nha cô chú anh chị. Ừ. Chứ còn mà nguyên một cái diện rộng này chắc cả trăm á. Rồi. Rồi còn chiều cao với cái tán ngang quá trời luôn nè cả nhà. Rồi, em đo phỏng thử tán ngang luôn ha. Rồi. Cái này mã số 1 nha cả nhà. Biết ngày hôm nay có đặc biệt xíu là em quay hàng lớn cả nhà ơi. Tán ngang. Dạ, cây này là 2 mét rưỡi nè. 2 thước rưỡi. Nha, em không biết qua tới bên kia chưa, chắc cỡ tới 7, 2 mét 6, mét 7 luôn quá. À, đo thử giùm anh chiều cao đi. Để em đi một vòng cả nhà mình xem cả nhà. Trời ơi, cây này nó cao, cây này nó cao chứ có 3 thước luôn cả nhà ơi. Nó cao nhồng luôn nè. Nó tàn thì tuần do luôn nè cả nhà. Hàng đang nằm đất. Rồi, chiều cao cây này là khoảng 3m, 3m2 anh ơi. 3 à. Thước, 3 thước 2 đi thấy em. Dạ, tại vì nó cao quá em còn khúc ngọn em dối chưa tới nha cả nhà. Ờ. Hoành gốc cây số 1 là 42. Rồi. Ta cái đê chân đế nè, chân đế chỗ này là 74. À. Nếu mà cái đế mà nó bao phủ xung quanh đây mình chưa khai thác hết nha. Rồi. Nếu khai thác ra là nó rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Ừ. Đây, những cái rễ này nó xòe ra rất đẹp luôn, như cũng như rễ nơm vậy anh ha. À. Cái này như rễ nơm, rễ bàng. Cái này rồi. Là giống rễ bàng nha. À. Là khoảng 100 nè. Cái giá giao lưu của mình thì sao đi Thí? Dạ giá giao lưu á thì có gì anh chị mình liên hệ với nếu mà anh chị mình ưng ý cây nào thì anh chị mình cứ liên hệ với số của chị em ghim trên màn hình nha. Rồi. Dạ giá vài chục mà đặc biệt là chị em á nếu mà mua được vài cây là giá còn rẻ nữa đó. Rồi, số điện thoại nhà vườn em xin phép để góc bên trái bên đây có Zalo hay cả nhà. Dạ, nhà dạ. Vườn mình ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Đây là giống giảo mai giảo rin nguyên thủy của mình luôn á. Ừ. Cây thuần chậu, cái form tàn của nó rất là tròn đều luôn ha. À. Nuôi tàn thông ok luôn chị ơi. Mình mua về sưu tầm vài cây để Tết chơi nha anh chị. Rồi. Rồi bây giờ mình qua cây số 2 đi em ha. Rồi, tiếp tục qua cây số 2. 16 cây nha cả nhà. Em tới cây số 2. Đây cả nhà ơi, cây này cây số 2 này chắc cũng bằng cây số 1, chiều cao chắc cũng khoảng 3m, 3m2. Chiều cao cỡ luôn rồi đó, mình cái tán ngang đi. Dạ rồi. Đi rồi. Đó anh xem giùm em luôn qua rồi, tới rồi chưa? Cái này mình rồi, tán ngang cây này là khoảng 2m2, 2m3 gì á. 2m2 vậy đến 2m2 thì mình chưa có tới bên đây nữa nè. Ừ. Mình lấy phỏng thử 2m2 đi anh. Mình có chỗ mình đo mình cái hoành thân luôn đi Thí. Mình có chỗ mình trồng đất ở trước nhà cả nhà. Nó một gốc này là trồng trước nhà là tết bông. Mình làm cái bồn đất y như vậy nha. Ừ. Rồi hoành mình đo rồi, được. Rồi mã số 2 này hoành gốc là 38. Hoành là 38 cả nhà ơi. Dạ để rồi. Quay cái kỹ cái bộ đế cả nhà mình xem. Cái đế này cũng là dạng đế nơm, đế bàn luôn á. Đế bàn ha. Dạ. Gốc này là mã số 2 cả nhà ơi. Mã số 2, hoành gốc là 38. Hoành là 38. Đây cả nhà, mấy cái này là nó có ôm nụ hết trơn, mấy cây này là mai rin nha cả nhà. Mai giảo rin, đây cái đế của nó nè cả nhà. Còn cả nhà muốn xem kỹ hơn á, có chỗ nào chưa chi tiết thì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn giúp em thì kết bạn Zalo rồi gửi hình xem chi tiết cây luôn ha. Rồi. Đây giống mai giảo rin nha cả nhà ơi. Cây này số 2 cả nhà. Rồi cái bây giờ mình đi về qua vườn đây. Ở bên đây á là nuôi cắt tỉa nhánh cũng khoảng được mấy năm rồi nên cái tàn của nó rất là tròn đều luôn. À. Tán thông luôn nha. Ừ, tàn đó. Thông nè cả nhà.
Ở nhà ơi, nó đều tròn dữ lắm luôn, nó không có bị trống một chỗ nào hết trơn á cả nhà. Ừ. Rồi bây giờ mình tới cây mã số 3 đi cả nhà ơi. Dạ rồi, ok. Mã số 3 cây này cao chứ cũng cỡ chừng 3 thước, 3 thước mấy á cả nhà. Dạ, từ 3 mét tới kia. Khoảng 3 mét 2 nha. Rồi. Rồi, bây giờ em đo cái hoành gốc luôn nè. Cái clip ngày hôm nay thì em quay camera cái gốc rộng nha cả nhà. Đặng cả nhà mình thấy được tổng thể nguyên cây. Rồi, hoành gốc cây này mã số 3 là 44. 44, hoành 44 cả nhà ơi. Dạ, hoành cây này to nha. Gốc nào cũng có đế hết trơn cả nhà. Tại nè, vì cả nhà mình nhìn kỹ cái đế, anh đi vòng cái đế rồi. Chưa có khai thác ra nha. Về mình khai thác ra thêm là nguyên một cái đế bàn luôn á. Những cái hàng trồng lâu năm thì nhà vườn sẽ lựa những cái cây mà có đế á cả nhà. Đây, cây đế của nó nè. Đâu mình cái tán ngang luôn đi Thi ơi. Đây cả nhà. Rồi. Có đế nha cả nhà nha. Còn cái tán ngang mã số 3 cả nhà. Mã số 3 dạ, cũng là một cây khoảng 2 mét rưỡi. Cây này là tán ngang 2 thước rưỡi. Cây này kẹo tàn luôn nha anh chị ơi. Rồi. Nhanh tay chốt đơn nha anh chị ơi, ủng hộ nha. Trời ơi, nút nụ đang vô nụ quá trời luôn nè. Ừ. Đây cả nhà nút nụ nè cả nhà. Hàng này là về chơi Tết ngon lành luôn. À. Mình chơi Tết sao mình lên chậu chơi Tết nha anh chị. À. Cái ra Tết cái mình có thể ra đất mình trồng bồn giống vậy nè anh chị ơi. Ừ. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình được ủng hộ giùm nha. Chị em có nguyên một cái vườn này tới mười mấy cây lận á. 16 cây luôn á. Dạ, nếu mà chị em nói mà cả nhà mình mua được hết luôn đi, chị em để giá thiệt là rẻ, ship tới nhà luôn. Rồi, cái này là mã số 3 cả nhà ơi. Đó, để em quay một vòng rất là đẹp luôn nha. Mỗi khi á thì em cũng giao lưu mai nhỏ nhỏ, mà hôm nay là chị em có một số mai lớn nha. Chị em nhờ em đứng ra quay giùm cho chị. Rồi cả nhà mình mà có cần mua cây nào thì cứ liên hệ với chị Quyên nha. Rồi. Dạ. Cây số 3 hả cả nhà. Dạ, cây số 3. Rồi tiếp tục qua cây số 4 ha. Cây số 4. Cây số 4 là cây này cả nhà ơi. Em lên mã số cho anh chị mình. Cây này cái tán ngang thôi quá trời luôn nè. Khi mà anh chị mình lên xem like, mà anh chị mình muốn xem chốt cây nào mình cứ nói mã số giúp em nha. Đó, mình nghe em báo mã số kỹ rồi cái mình họ mình gọi cho chị em mình nói mã số là chị biết ha. Cây này khoảng 2m4 anh ơi. Mấy cây này thì cả nhà có điều kiện mình lên nhà vườn mình coi trực tiếp hơn, nó sẽ rất là đẹp hơn so với cái clip em quay hả cả nhà. Dạ. Quay nhầm kia nó xấu lắm cả nhà ơi. chiều cao bao nhiêu em hả? Dạ khoảng 2m4, 2m5. 2m4, 2m5. Rồi, tán ngang cây này rộng nha. Cây này là một cây dạng lùng lực nè. Ừ. Nó lùng lực theo nó cả nhà chứ nó cao lắm cả nhà. Dạ đúng rồi. Tức là nó liền á, nó lùng liền á cả nhà. Đúng rồi, lùng liền. Ừ. Tán ngang là khoảng 2m3 qua tới bển chưa, 2m3. 2 thước 3 cả nhà ơi. Đó. Rồi, coi cái gốc cả nhà. Mấy cái này thì chắc em khỏi phải quay cái nụ luôn cả nhà ơi. Đây. Cái này mà mua về chơi tàn là ok hết sảy luôn. Rồi. Đó. Cây gốc. Có anh chị cây nào cũng có đế hết trơn nha. Cứ mua ha. Rồi. Rồi cho mình cây gốc luôn. Cây này là mã số 4 nha cả nhà. Cái hoành thân mình. Hoành thân mà đo ngược dây. À. Hoành thân mình đo được là. Rồi, hoành thân là 32. 32 hoành cả nhà. Đó. Nói chung là cái đế là dạng đế bàn nên em không có đo đế đó được nha. Mình về mình khai thác ra thêm ha. Đế cũ nở nó đế bàn, cộng rễ trải bàn ra hết cả nhà. Rồi, gốc này là mã số 4 nha cả nhà. Giá thì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn giúp em đi. Dạ, cây này là chiều cao là khoảng 2m4, tán ngang là cũng khoảng 2m5, nó liền luôn á. Rồi. Kêu bằng là nó tròn liền rồi nó vuông dứt luôn. À. Ngang cũng vậy mà cao cũng vậy luôn. Đặc biệt cây này là một cây giảo rim, mặt bông của nó là từ 8 đến 12 cánh nha cả nhà. À. Mình chú ý giúp em là mã số 4. Rồi. Là một cây giảo rim mà bông là từ 8 tới 12 cánh nha. Rồi. Đó, mặt bông của nó là 8 đến 12 cánh đây, cái cánh mà nó nở buổi sáng rồi bây giờ nó héo là mình thấy rõ ha. À. 8 9 cánh nè. À. Để nhà mình xem giúp em ha, 8 9 cánh nha. Vậy cái cây đây thì bông nó dạ, nó, mặt nó bông ok luôn ha cả nhà ha. 8 tới 12 cánh luôn cả nhà, chuẩn giảo luôn. Hình gốc này là 30 ba mấy á. Dạ đó. Cái dàn xương của nó này cả nhà. Mấy cây này trống trống nha, quay cái dàn xương. Dạ, cây mã số 4 này hoành gốc là 32, cao 2m5, ngang 2m5, lùng liền luôn. Rồi, tiếp theo mình đi dài lên đây luôn. Bây giờ mình tới cây mã số 5, 16 gốc cả nhà ơi. Cả nhà mình xem clip cho vui, nếu mà được ủng hộ nhà vườn giúp em cả nhà. Tại vì dạ, hàng này hàng lớn á cả nhà. Hàng lớn bình thường em quay hàng nhỏ, hàng mini nhiều hết cả nhà. Mai tàn thì cỡ chậu 8, còn cái hàng này là hàng lớn hơn rồi. Rồi, mã số 5, đo giùm anh cái thông số cây này luôn đi. Cây này tí rồi. Khoảng 4m quá. Cây này hả? Cây này cao nhất luôn phải không? Cao nhất hồi nãy giờ cả nhà. Thọt thứ mã số 5 nha cả nhà ơi. Rồi. Trừ hao ở trên giùm em 2 rồi, rồi. Phân, 2 rồi. Tất nha. Xuống luôn. Rồi, cây này khoảng 4m nha cả nhà. 4 thước.
4 mét mình đo xéo chứ nếu mà chắc cỡ khoảng 3m7 á, 3m8 á. Đó mình cái tán ngang luôn đi thấy rồi. Wow. Cây này thì nó cây này nó là cái xương của nó ngon lành luôn nè. À. Nó cái rất là mình, đều luôn. Mình về mình thích cái cành nó lực hơn thì cả nhà mình về mình thâu lại cả nhà ha. Nhưng mà em thấy cái mai tàn tán ngang này là khoảng okay 3m nha anh Trọng ơi, tán ngang này rất 3 thước lớn luôn. Rồi, đo mình cái hoành luôn. Cao cao khoảng 3m8. Ngang khoảng 4m. Rồi. Em đo hoành nhiêu em? Cái này là mã số dạ cái này là mã số 5. Mã số 5. Hoành 40 nha anh ơi. Hoành là 40. Dạ, toàn bộ là em thấy đế bàn không á. Mấy cái này có đế hết nha cả nhà. Anh chị mình xem được thì liên hệ cho chị em nha anh chị ơi. À. Cây rất là đẹp luôn, xương tàn gì là mình nhìn là quá ok luôn nha anh chị. Ừ. Rồi mã số 5 hết cả nhà. Em nha. Rồi tiếp theo mình tới cây mã số 6. 6 kế bên đây luôn. Em đi giải bên đây rồi hồi em qua giải bên kia em quay rồi, cả nhà mình xem. Cây mã số 6 này cả nhà ơi, đặc biệt cây này là cây ghép nha cả nhà. À. Đó, cây này là cây phôi mà ghép giảo cánh tròn. Giảo cánh tròn. Mặt bông của nó cũng từ 8 đến 12 cánh nha. Đây cả nhà. Cánh tròn mặt bông rất là đẹp luôn. Những hàng ghép thì bông nó cực kỳ chuẩn rồi hả cả nhà. Nhưng mà cả nhà thì thích hàng riêng thì nó giá trị hơn. Anh ơi coi nụ nè anh ơi. Ừ. Đang vô nụ luôn. Hàng này anh chị mình mua về là Tết nay là quá chơi Tết là nở xum xuê luôn. Giảo cánh tròn cái bông của nó tròn như cái đồng tiền vậy cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Cây này 8 tới 12 cánh ạ. Cây này ghép cũng lâu rồi cả nhà ơi. Cái chột này nó bự có chừng cái em trở lên không ạ. Cây này thì em vô dây chỉnh sửa tay hết rồi nè. À. Chị em đã vô dây chỉnh sửa tay hết nha cả nhà. Ừ. Đo giùm anh rất là đều luôn. Cái cây này đi Quyên ơi, đo anh thông số đi. Dạ. Chiều cao cả nhà, cây này mã số 6 nha cả nhà, một cây mình ghép giảo cánh tròn. Dạ, chiều cao là khoảng 2m7. 2 thước 7 tổng thể nguyên cây cả nhà ha. Rồi, dạ, chiều khoảng cao 2m7, nói chung em phỏng nha cả nhà, nó chỉ xê xích nhau khoảng 10 đến 20 cm thôi ha. Ừ. Rồi. Ồ, mấy cái chột này. Gốc này rất to luôn nha. Mấy cái chột này nó bự. Mấy cái chột nhỏ nhất chắc cũng khoảng ngón chừng cái á cả nhà, còn mấy cái chột này để hồi quay cả nhà mình coi. Rồi, gốc này tới 48 lần nha anh chị. Hoàng ơi. Là 48. Mã số 6. Rồi, thấy ngồi kế bên cái gốc là thấy cũng kiếp cái gốc nha nha. Cây này số 6, cây mai ghép nha cả nhà. Còn cái chột nè cả nhà, để em quay cái chột. Như mấy cái chột này nha, cái chột này là nó bự hơn. Bự hơn ngón chừng tay cái, bự hơn chừng cái luôn á, có mấy chột ở trên cái bo ghép á. Rồi còn cái tán ngang nha anh em. Ở số 6 một cây mai ghép. Chắc cỡ 1.5m đó. Tán ngang. Tán ngang 1.7m. Một thước. Rồi được rồi em, 1 thước 7 hả? Dạ. 1 thước 7 cả nhà. Cây này mã số 6 nha, một cây giở cánh tròn cây mai ghép. Cái tàn thì cũng đã vô dây chỉnh sửa rồi nha cả nhà, để em quay một vòng ở nhà mình xem. Còn do hết trơn ha. Đây là cây ghép giảo cánh tròn nha cả nhà ơi. Cả nhà mình lưu ý giúp em nha. Đây là cây mã số 6. Rồi, mã số 6. Là một cây mai ghép giảo cánh tròn đã vô dây chỉnh sửa, hiện tại là cây đang ươm nút nụ rất là nhiều luôn. Rồi. Giảo cánh tròn bông là nó tròn như cái đồng tiền, 8 tới 12 cánh. Hàng nhà mình mua về chơi Tết là chuẩn mặt bông ok luôn ha. Ok luôn. Hàng ghép thì mình không có sợ là bị bông nhỏ bông to làm bông nha cả nhà. Ừ. Ghép là chuẩn mặt bông cho mình luôn. Bây giờ mình tới hàng hai cây này là hai cây rồi, lớn nhất. Rồi ở đây là có hai cây khủng nhất luôn nè cả nhà ơi. Mình để ở đầu chiều của cao chắc có 5m mấy. Cây này em đo thử coi. 5m quá. Wow. Ô, hồi nãy nói nhiêu ta? 4m. Mấy mét em? Hơn 4 thước á hả? Em đo võng thôi nha cả nhà mình ơi, nó xê xích nhau một chút nha. Cây này là cây số 7 cả nhà. Lên rồi được không? Rồi đó, em kéo đó. Dưới đi. Nhiều. Dạ cây này là 4.5m nha cả nhà. 4.5 thước. Cái tán ngang này nó cũng cỡ luôn, khỏi đo điều hả Quyên? Ủa thấy cây này chắc cũng cỡ 4m thôi. Thật cả nhà mình cứ xem tham khảo nha cả nhà, tàn rất là tròn luôn á. Ở đây là mấy mười mấy cây mai này là cây nào cái nấy tàn tròn đều. Dạ cây là 3.5m. 3.5 thước cả nhà. Ôi ôi cái cây này cả nhà. Cây này thoát thân đo thử giùm anh cho thấy. Wow. Dạ từ cái wow, cái này đế mặt đế lên tới cái nhánh đầu tiên là 70 nha. Thoát thân là 70. 70. Ừ, tròn do luôn. Góc này với góc bên kế bên ở sau lưng em là góc bự nhất của vườn nha cả nhà. Có hai cây bự vậy thôi á. Cây số 7 này là cũng là một cây giảo riêng từ 8 tới 12 cánh nha cả nhà. À. Dạ, cây giảo riêng 8 tới 12 cánh, chiều cao là khoảng 4.5m. Rồi. Tán ngang là 3.5m. Quá tán chừng ngang 3.5m, chiều cao là nãy em đo rồi, nãy em đo là 4.5m á, tán ngang 3.5m. Dạ. Chiều cao là 4.5m, tán ngang là 3.5m. Ừ. Hoành là 53.
Rồi thấy ngồi kế bên cây, tao thấy cái cây bự khổng lồ. Ở quanh mình tính là ngay đây 50 nha, còn ở sát với cái chân đế nè. Ờ. Sát chân đế là 67. Rồi rồi. Dạ, dưới chân ở dưới cái nồi đế dưới cái mặt đất đó là 67 nha. Ừ. Còn quanh gốc là 53. Cái cây mấy cây này thì phải lại vườn mình coi trực tiếp ha cả nhà. Chứ đúng là rồi, cái nhà ơi, địa chỉ là ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Ừ. Cả nhà mình có ai mà đi ngang khu vực này mà cần ghé xem vườn thì ghé đây liên hệ với chị em ghé xem mai nha cả nhà. Rồi, ở sát lộ luôn cả nhà, ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành. Bây giờ mình tới cây này là cây số. Rồi, cả nhà mình hốt cây này luôn cho được cặp nha cả nhà ơi. Cây này cũng cao chắc khoảng cái này chắc 4 mét. Nó cũng cỡ cỡ hàng 4 thước 4 thước rưỡi gì đó hang Quyền. Dạ, ha. Đúng rồi, nói chung là Thí hang. Mấy cây lớn này là chiều cao là tầm khoảng từ 4 mét tới 4 mét rưỡi nha cả nhà. À. Dạ, cây này là cũng khoảng 4 mét á, gần 4 mét. Cái tán ngang này nó cỡ không em? Cũng tán cỡ 3 thước 4 thước luôn. Đo thử mạnh đi. Tán ngang của cây số 7 hồi nãy là 3 mét rưỡi. Ừ. Cây số 7 hồi nãy là 3 thước rưỡi, còn cây này là cây số 8 hả cả nhà. Tiếp theo là một cây mã số 8 nha cả nhà ơi. Quá chừng cây này thì thấp thân thấp hơn cây nãy hả cả nhà. Dạ, cây mã số 8 này cũng khoảng 3 mét rưỡi luôn. Bằng luôn. Cây này thì thấp thân thấp hơn, cái đế nó lòi lên luôn nè cả nhà. Ôi còng nào cũng né cho bá luôn. Đo mình cứ hoành luôn đi Thí ơi. Đây cả nhà ơi. Cây này thấp thân chắc khoảng 30 thôi. Đo mình cái hoành gốc cây này đi. Cây số 8 hả cả nhà. 16 cây lận cả nhà ơi. Đo được không? Cái mô hơi cao ha. Chân cũng dài đó cả nhà. Để chịu đó, có đế luôn nha cả nhà. Cái này cả nhà mình lại cây này coi. Là hoành gốc là 50 nè. Hoành 50 luôn. Hoành 50 thoát thân thì chắc khoảng thoát thân khoảng chừng 3 thất 30 thôi. Ừ. Ha. Được không em? Nói chung là toàn bộ mai bên đây là đế vàng hết nha cả nhà. Rồi. Cây này cũng bông cũng từ 8 tới 12 cánh luôn hả Thí? Dạ, cây này là một cây giảo luôn, từ 8 tới 12 cánh, giảo riêng 8 tới 12 cánh luôn. Rồi. Cây cả nhà mình lưu ý giúp em là cây mã số 7 và số 8 là hai cây giảo nha cả nhà. Hai cây lớn luôn nha cả nhà. Giảo riêng lớn. Wow. Chiều cao là khoảng 4 m, 4 m rưỡi á. Ừ. Tán ngang cũng khoảng 3 thước mấy. Khoảng 50, 52, 53. À. Tán ngang là khoảng 3 m rưỡi, 4 m luôn. Quá chừng cái cây luôn cả nhà. Cái này mà về sân phải bự lắm mới để được nha cả nhà, chứ sân nhỏ nhỏ để không vừa. Sân khoảng chừng 6 7 thước mới để vừa cái cây này cả nhà nha. Còn đường đi nữa mà. Rồi bây giờ mình tới cái cây số 9. Đo cho mình cái cây này luôn. Chiều cây cao số 9 nó cũng này nó với cây số 8 thoát thân đều thấp rồi. À. Cây này chiều cao chứ cũng 4 thước ngoài cả nhà. Quá trời cao luôn nè. Dạ chiều cao cây này là khoảng 3m8 nha. Em đo phỏng nha cả nhà ơi. Rồi tán ngang. Chiều cao và tán ngang á. Thì mình cứ tính xê dịch giùm em là 10 đến 20 xăng nha cả nhà. Kiểu như đo cho cả nhà mình tham khảo mà cả nhà. Dạ đúng rồi. Chứ cái này mình đâu có chốt liền ở trên clip được hết cả nhà. Dạ cây này là tán ngang khoảng 22 mét rưỡi. Như em 2 thước rưỡi đi ha. Dạ. Rồi mình trừ hao vô khúc đi. Nói chung là trừ mình tính là phỏng phỏng giùm em nó xê dịch khoảng 10 đến 20 xăng. Ừ, đo mình cái hoành thân đi thiết. Gốc này là gốc số 9 nha cả nhà. Đây. Cái hoành thân. Mấy cây này nó già lắm luôn. Hôm nay mình lên clip này là độc lạ trên kênh luôn nha. Nhiều em. Gốc là 43. Hoành là 43. Nè anh xem. Có đế luôn nha cả nhà. Cái đế vòng vòng đi, cái đế của nó là đế bàn luôn á. Rồi giá thì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn giúp dạ. Em. Hàng lớn nha cả nhà ơi. Hàng lớn này em không có báo giá trực tiếp nha cả nhà. Ừ. Cả nhà mình cần liên hệ muốn xem chốt cây nào á, mình cần xem cây nào mình cứ gọi trực tiếp với các bạn Zalo cho chị Quyên đi, rồi chị Quyên ra chụp hình cây cho mình xem. Rồi. Đó, rồi có gì báo giá trực tiếp với mình luôn ha. Ừ. Mình tới cây số 10 đi Thí ơi. Dạ đi dài dài của anh đây cả nhà. Cây này là cây số 10. Rồi tiếp tục cây số 10 này là cũng là một hàng giảo luôn nha cả nhà ơi. Giảo riêng thì bông của nó là từ 6 đến 12 cánh nha cả nhà. À, lâu lâu thì nó cũng có. Rồi lúc nó cũng sẽ có 5 cánh. 5 cánh trong đó. Ha. Ừ. Cho anh xin cái hoành trước đi. Cây này là cây số 10 nha cả nhà. Rồi hoành gốc là 41. Hoành là 41 nè. Hoành là 41 nè. À. Mấy cây này thoát thân thấp nha cả nhà ơi. À, thoát thân khoảng chừng 20 mấy 30 cả nhà. Chiều cao. Có một cây hồi nãy là thoát thân 7 tấc đẹp ghê cả nhà. Chiều cao là khoảng 3m2. 3 thước 2. Tán ngang đòi mạnh luôn. Tán ngang. Một cây giảo nữa nha cả nhà. Một cây giảo riêng. Hình như có được 3 cây ghép hả cả nhà. Còn lại là 13. Cái này là 13 cây giảo. 13 dạ. Cây riêng. Có 3 cây ghép nè. Ừ. Với lại 4 cây là giảo riêng 8 đến 12 cánh. À.
Rồi, tán ngang. Ngang là khoảng 2m7. 2 thước 7 cả nhà. Wow. Rồi, cây này giá thì cũng cả nhà liên hệ giùm em ha. Tiếp rồi, theo. Đây là chiều cao hồi nãy là nhiêu, 3m mấy, tán ngang 2m7. À. Rồi, cả nhà ơi, cây này là cây mã số 10. Mã số 10. Cả nhà mình cần liên hệ thì cứ alo cho chị em ha. À. Đó, nhà chị em thì sát lộ luôn nha cả nhà. Cả nhà mình đi xe du lịch là xe tải, xe du lịch gì là cặp sát nhà luôn. Rồi. Nên là mình cứ tới vườn mình tham khảo được thì mình ủng hộ giúp chị em nha. Ừ. Bây giờ rồi, mình tới cây số 11. Rồi, cây này là cây số 11 nha cả nhà. À. Cây mã số 11. Trước ha. Wow. Quá chừng cái tàn luôn đó nha. Quanh gốc là 45. Quanh là 45. Dạ, quanh gốc là 45. Quanh là 45 đây cả nhà. Thân thấp luôn, khoảng 20 đến 30 thôi. Đây cả nhà. Bự lắm nha, quanh 45 rồi cả nhà. Rồi chiều cao tán ngang nhiêu em? Đó mình chiều cao tán ngang luôn. Mấy cái bầu này đã cỡ chừng thước thước mấy cả nhà? Đường kính bầu cả nhà. Chiều cao là em chỉ phỏng thôi nha cả nhà ơi, nó không có chuẩn được nha cả nhà. Tại vì nó cao hơn xa quá em dối không có tới nè. Chiều cao, rồi được dạ, rồi. Dạ, chiều cao là khoảng 3m7. 3 thước 7 chiều cao, tán ngang luôn. Ở nhà mình trừ hao giúp em 10 đến 20 xăng nha. Ừ. Cây này là 10, mã số mấy em, mã số 10? Dạ, cây này là 11. 11 đó nha. Dạ, đây là 2m7 tán ngang. 2 thước 7 tán ngang đó nha. 3m7 chiều cao và 2m7 tán ngang. Rồi. Rất là đẹp luôn. Quanh gốc là 45 cho cây số 11 luôn nha cả nhà. Còn do luôn nha cả nhà. Trời ơi, anh quay bên trong cái xương kìa. Ừ, cái dàn xương này cả nhà. Cái xương nó rất là đều luôn ha. À. Rồi tiếp theo. Quá là mê luôn cả nhà ơi. Em quá chừng cái cây mê đó. Nữa nè. Thí vô đứng kế bên cây kìa thí. Quá đẹp. Thí thật luôn. Nhỏ bé luôn. Cây bự lắm cả nhà. Rồi che mát được luôn á. Rồi bây giờ mình tới cây tiếp theo đi em. Rồi, tiếp theo là cây mã số 12. Cây này là một cây cây giảo rin nữa nha cả nhà. À. Giảo rin là 8 tới 12 cánh nha. Rồi. Đó, vườn em thì có được 4 cây 8 tới 12 cánh với 3 cây ghép ha cả nhà. Còn lại là giảo cũng giảo rin mà mặt bông của nó từ 5 tới 12 cánh nha. Rồi. Cái hốc này là mã số 12. 12 nha cả nhà, là bông từ 8 tới 12 cánh luôn. Cho anh xin cái thông số, cái hoành luôn. Củ nở ha cả nhà. Đó, ở dưới là dạ củ đây, nở. Hoành gốc là 39. 39 hoành. Cái này thót thân khoảng 20 thôi nè. Gan tay hả em ha? Dạ, khoảng 20, thót thân thấp luôn á. Đó, mà anh chiều cao luôn đi thế à. Rồi, cây này tán ngang. Rồi, ở ngoài nhìn đã lắm cả nhà ơi. Em quay không biết cả nhà mình xem đã không thôi. Tán ngang. Thọt thước lên canh cho. Xíu nữa. Đó, rồi được rồi. Rồi, tán ngang là 2m rưỡi. 2 thước rưỡi, chiều cao luôn. Cây này là một cây lùng liền nữa nè cả nhà còn ơi. Còn có mấy cây nữa cả nhà. Cả nhà mình xem clip cho vui cũng được ha cả nhà. Còn có điều kiện thì ủng hộ nhà vườn giùm em. Mấy cây này thì phải cần diện tích rộng xíu mới để được cả nhà ơi. Tán ngang 2 thước mấy, 3 thước không à. Dạ, cây này cũng 2m rưỡi luôn. Cái này là lùng liền nè cả nhà. Cây này là ngang 2m rưỡi. À. Cao cũng 2m rưỡi. Cái cặp giảo Thủ Đức ghim này 8 tới 12 cánh đó cả nhà. Rồi. Là có em có một cặp đều luôn nè. Đúng hai rồi. Cây lùng liền như nhau luôn. À. Cũng ngang 2m rưỡi mà cao 2m rưỡi luôn cả nhà. Vậy mình được hai cặp ha cả nhà. Đó, nãy giờ giới thiệu vườn của chị mà cứ nói là cây của em ngoài đó. Cứ rồi, nói bây là giờ. Của em không đó. Bây giờ mình tới cây đây. Cây rồi. Là cây số 10 13. 10 mấy em? Dạ mã số 13. 13 ha. Rồi. Tiếp theo mã số 13. Cũng mã là một cây 13. Giảo riêng nha cả nhà, từ 5 đến 12 cánh hả? Ừ. Chiều cây này là cao. Khoảng 2m6 nè. 2m6. Tính 2m rưỡi nha. À. Cái này là tàn kẹo lắm luôn á. Vậy là 15 cây cả nhà. 15 cây chứ không 16 cây. 15 rồi cây. Cả nhà mình gắn xem thêm 2 cây nữa nha. Ừ. 13 cây đó. Cây này là cây thứ 13. Rồi, được tán em. Tán ngang bao lâu, bao nhiêu bên đó tốn được rồi, được rồi, được rồi. Dạ, tán ngang là 2m. Tán cao ngang 2m rưỡi, ngang 2m. À, để em quay cái góc cả nhà mình đo cái chiều xem. Đó, cái chiều này nếu mà chiều này lớn hơn. Ừ, mình cứ phong phẳng vậy đi. Dạ. Đó, chiều này là khoảng 2m2 nè cả nhà. Rồi. Rồi giùm anh cái hoành thân. Hoành thân luôn. Cây này là mã 13 nha cả nhà. Để em quay cái góc cả nhà mình xem. Đế bên đây hầu như là đế bàn chia đều luôn á. À. Trời ơi, muốn đo cái đế này trần thân luôn nha. Em để góc rộng nha cả nhà. Dạ đây, đế là góc này là 34. Rồi. Cây mã số 13. Hoành gốc là 34, ngang 2m.
cao 2,5 m. Rồi. Đó, em nói rất là rõ luôn nha. Cả nhà mình có gì xem tham khảo giờ nghe em báo thông số. Đây là những cây là vô, đang vô nút nụ hết rồi nè. À. Nó vô nút nụ rất là nhiều luôn. Tháng này là chưa có đi phân làm nụ nha cả nhà. Nhưng mà nó đã vô nút nụ rất nhiều rồi. Đầu tháng 9 mới vô phân nụ nha. À. Đó, tới đó là nụ nó còn lên nữa nha cả nhà ơi. Nó đi kim hết trơn rồi. Mình nhìn cái bông này cả nhà, mà mình thấy trên cái bông nó có 8-9 hộp vậy là mình biết cái cây này là khoảng 8-9 cánh luôn á. Rồi. Nhưng mà hàng này thì em không có bao chủng, tại vì trên một cây á nó có nhánh nó là 5 cánh, có nhánh thì 8 cánh, có nhánh 9, 10 cánh, 12 cánh luôn. Ít nhiều gì cũng có hay em ha. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình tới cây tiếp theo luôn. Cây số 14 đó nha. Rồi hai cây cuối cùng là hai cây giảo cánh tròn luôn. Cây này giảo là cây ghép tròn. Rồi cho anh là cây ghép nha cả nhà. Wow. Cây này cái đế xỏm luôn. Giảo cánh tròn ghép đã vô dây chỉnh sửa rồi á. Cái đế nôm lên nè cả nhà. Dạ chiều cao là mình là lấy khoảng 2 m. 2 thước chiều cao, tán ngang. Mấy cây này già mua hết trơn cả nhà, mai ghép nha. Rồi, được dạ rồi. Tán ngang là khoảng 17. Tán ngang là 17. 17 là 1,7 m. Ừ, 17 là 1,7 m đúng không? Cái chột này cả nhà ơi. Đây cái chột ghép ở trong này nè cả nhà. Cái chột ghép đó nó cỡ chừng ngón chừng cái. Hàng này là tính ngón chừng đây luôn cả nhà. Đây là cây giảo cánh tròn ghép. Cây đang vô nụ rất là nhiều luôn. Trời ơi anh coi nè. Đâu? Đây cả nhà. Nút nụ của nó nè. Tròn rất là đẹp luôn. Ừ. Cánh, giảo cánh tròn nha, mã số 14 giảo cánh tròn. Rồi, cho anh xin cái thông luôn. Số gốc luôn. Cây này thì đế xỏm lên nè cả nhà ơi. Ồ, nguyên cái củ đế nè cả nhà. Dạ, hoành gốc là 35. Hoành là 35. Rồi, hoành lại cho đó 35. Em đo giùm anh cái củ luôn đi thế rồi. Hoành là 35. Mã này là mã 14 nha cả nhà nha. Anh dĩnh đây nè. Rồi được rồi. Rồi cây này là khoảng 120 đi. 1/2 cái bộ đế cả nhà. Cái... Nhưng mà còn khai thác ra nữa là còn nữa đó. Ừ, nhưng kia ở dưới nó còn sợ đế dưới cả nhà. Dạ đúng rồi. Mình về mình nếu mà mình chốt ok á, mình về mình lên chậu xong á, mình khai thác đế ra thêm nha cả nhà. Ừ. Đế bàn rất là đẹp luôn. Bây giờ mình tới cây. Dạ cây cuối cùng là cây mã số 15. Cây 15. Cây này cũng là một cây mai ghép giảo cánh tròn luôn cả nhà ơi. Dạ, cây này là cũng cây ghép giảo cánh tròn, cây này là cây form cao nha cả nhà. À. Cây 14 và 15 là thoát thân cao xíu nha. Rồi. Thoát thân cao nhưng mà cả nhà thấy cái đế nó nôm nôm lên cả dạ, nhà. Dạ, thoát thân mình của nó là khoảng luôn. 50 á. Cái thoát thân là 50 ha. Đế này dạng như đồ mình này. Đế này gần như giống thú rồi đó. Ừ, đồ mình đây. Hoài. Cái hoành thân cả nhà, cây này là cây 15, cây cuối clip cả nhà. Rồi, cây này là 38. Rồi hoành là 38. Mã số 15 là 38. Ừ. Giữ giùm em cái này cái. Rồi. Rồi cái này là khoảng 110 nè. 110 cả nhà. Ừ, mấy cái chột này nó bự lắm cả nhà ơi. Cái này nôm nha cả nhà. Đo mà anh chiều cao tán ngang luôn đi thưa. Chiều cao tán ngang cả nhà. Chiều cao. Dạ giảo cánh tròn. Chiều cao là 2 m. Chiều cao là 2 thước, tán ngang luôn. Rồi, xíu tán ngang là 1,5 m nha. 1,5 m cả nhà, cũng đã vô dây chỉnh sửa cho cả nhà. Ba cây mai ghép này thì đã vô dây chỉnh sửa cho cả nhà rồi, dần tàn hết trơn rồi cả nhà. Gốc này thì giá mình cũng liên hệ đi cả nhà nha. Dạ, toàn bộ là quay lên 15 mã số. Cả nhà mình á xem kỹ giùm em cây nào, từng mã số nào thì mình cứ gọi cho chị Quyên giúp em. Rồi. Mình thích cây số 1, số 3, số 5, số 9 gì đó thì mình cứ báo cho chị Quyên, để chị Quyên chụp hình cây. À. Rồi đo thông số chính xác, rồi gửi hình báo giá cho mình luôn nha cả nhà ơi. Rồi. Anh quay tổng thể Quyên 15 cây này lại đi anh. Mình đi dài lên trên đó một cái nữa ha cả nhà. Dạ. 15 cây, trong đó có 3 cây mai ghép giỏ cánh tròn cả nhà. 4 cây mai rin bông từ 8 cho tới 10 hai cánh, còn lại là từ 5 cho tới 12 cánh. Dạ đúng rồi. Toàn bộ cái dàn đế là em thấy đế bàn không nha cả nhà ơi. Bự không nè cả nhà. Hoành gốc thì em thấy hồi nãy giờ mình đo là trên 30 không? Ừ. Trên 30 cho tới 50 luôn. Đặc biệt là có hai cái cây đầu hồi nãy em quay là hàng hai cây lớn nhất ha cả nhà. Đây để em đi một dài lại đặng cái nữa ha cả nhà. 15 cây nha. Đây 15 cây mai tàn. Wow. Cái đường kính bầu này em đo thử một cây giùm anh thử cái thế. Đường kính bầu này chắc thước ngoài đường không? Kính bầu này là khoảng 1 thước á. 1 thước không? Ừ. Dạ, 1 thước. Rồi, đi dài lên đây cả nhà. Hai cái bầu lớn, mình lên mình đo hai bầu lớn nha. Ừ. Mấy cái bầu nhỏ này khoảng chừng 1 thước á cả nhà. Còn cái bầu lớn thì mình trồng mình không có ấy về. Bầu lớn nó chắc cũng 2 thước cũng quá. Cái bầu lớn này là mình lên cái mô đất là khoảng 1,5 m, ở dưới chân là 2 m. À, ở trên là 1,5 m, ở dưới là 2 thước.
Dạ sát mặt đất là 2 thước. Ừ. Còn ở trên mặt đất á là 1 thước rưỡi. Rồi. Còn cái chiều cao của cái mô này mình làm á là khoảng 70. Ừ. Chiều cao của mô đất này là 60 hoặc là 70 cũng được. À. Dạ là hai cây lớn nha, hai cây lớn nhất của vườn là hoành gốc là khoảng trên 50, hơn 50 á. Rồi. Chiều cao là khoảng 44 m. Ừ. 4 m cho tới 4 m rưỡi. Rồi. Hôm nay đi tới vườn của chị của bạn Thúy cả nhà, em quay cho cả nhà mình tham quan. Nếu mà được thì cả nhà mình ủng hộ nhà vườn một cây, mình về mình để ngoài sân cả nhà. Cái này để trong nhà thì không được rồi cả nhà ơi. Quá đẹp, cây vô đang vô nút nụ rất là nhiều luôn nha. Cả nhà mình thấy được thì ủng hộ giùm cho chị em. Rồi. Rồi bây giờ ha, cuối clip em chốt lại với cả nhà mình là chị em có giao lưu 15 mã số. Giá thì cả nhà mình cứ liên hệ với chị em thì số điện thoại có ghim nha cả nhà. Ừ. Còn địa chỉ thì là ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. À. Nhà thì cập lộ luôn nên là cả nhà mình đi xe du lịch thoải mái luôn ha. À. Rồi cả nhà mình ủng hộ giúp cho chị em nha. Nếu mà mua được số lượng nhiều thì cảm ơn cả nhà mình luôn. Ừ. Nó có chỉ có 15 cây thôi cả nhà, hốt hết giúp cho chị em đi, đừng khỏi phải bán lẻ từ cây nha cả nhà ơi. À. Còn anh chị nào mà muốn lưu lẻ từ cây thì cứ liên hệ kết bạn Zalo với chị em báo cho cả nhà mình luôn. Ừ. Dạ cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi clip ạ. Cảm ơn. Dạ cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.